Xin chào quý vị khán thính giả của người Việt Channel. Tôi là Bùi Như Mai từ San Jose, California. Hôm nay là câu chuyện tiếp theo trong cuốn sách Oath and Honor của bà Liz Cheney, mà là một nhân chứng sống đã kể lại các chuyện nội bộ bên trong Đảng Cộng Hòa lúc đầu đã chỉ trích Trump mạnh mẽ sau bạo loạn. Nhưng chỉ vài ngày sau là hầu như cả Hạ viện Cộng Hòa đã xếp ra lại tiếp tục quỳ mọc trước Trump ra sao. Trong chương trình kỳ trước là chuyện bà Liz kể về Hạ Viện Cộng Hòa họp để bỏ phiếu chốt phế bá khỏi chức vụ lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nhưng họ đã thất bại và bà Liz vẫn còn ngồi lại ở vị trí um, lãnh đạo thứ ba của Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện. Và bây giờ là câu chuyện tiếp theo. Trường 22, tôi kể qua bài dịch của Thụy Mân. Vài tuần trước, Mitch McConnell có nói chuyện với bà Lees ở Hạ Viện. Họ bàn về chuyện đận tội Trump ở Hạ Viện thì cái lúc mà họ nói chuyện với nhau đó thì Mitch McConnell khẳng định với bà Lees là ông ta vẫn giữ vững lập trường là Trump phải bị luận tội. Và ông còn nói với bà Lý là bỏ phiếu ở Thượng Viện là cuộc bỏ phiếu của lương tâm. Nhưng khi lúc phiên tòa ở Thượng Viện bắt đầu vào tháng 2 năm 2021 thì bà Liz bà không biết là quyết tâm của Mitch McConnell còn mạnh đến đâu nên bà cũng có phần hơi lo lo. Bà lo vì Mitch McConnell đã ủng hộ thượng nghị sĩ Rand Paul, cái ông thượng nghị sĩ này ông đưa ra một đề nghị với thượng viện đó là phiên tòa này là vi hiến vì Trump không còn là tổng thống nữa. Thì đề nghị này đưa ra thượng viện bị thất bại và bà Liz bắt thấy dấu hiệu không ổn rồi. Vì Mitch McConnell ủng hộ đề nghị này, tức là ông ta có vẻ muốn thay đổi lập trường. Bà Lisbeth vẫn còn hy vọng là khi mà tất cả các thượng nghị sĩ Cộng Hòa thấy được bằng chứng là Trump kích động bạo loạn, thì họ sẽ xét xử Trump một cách công bằng. Phiên tòa ở Thượng viện được mở đầu bằng một video đã được thu lại cảnh đám côn đồ tấn công quốc hội một cách dữ tợn và dã man. Bà bà nghĩ là khi mà thượng viện thấy hết được sự thật và sau khi xem cái video này rồi, thì không một ai có thể còn bảo chữa cho Trump thêm được nữa. Bà bà kể lại là bà đã gửi cái video này tới cho một người đóng tiền quyên góp cho quỹ tranh cử của bà từ lâu nay. Thì cái bà mà bà bà gửi tới đó, cái bà này bà tin Trump ghê lắm và bà đã thúc bà Liz phải chống đối chuyện kiểm phiếu của đại cử tri đoàn. Cái bà này bà nhất định bà không chịu xem cái video clip này vì bà vẫn tin là Trump thắng cử và video này là của Đảng Cộng Hòa làm để mà hại Trump. Và bà không tin là Trump kích động bạo loạn thì khi bà Liz bà nghe bà này nói xong bà buồn lắm, bà quá buồn vì bà này bà nói như vậy đó. Bà Liz bà trả lời bà cái cái bà đó và bà và bà Liz bà nói rằng Xin lỗi bà nha, bà đã bị lừa rồi đó. Trump không những xạo láo về bầu cử gian lận mà chính ông ta kích động bạo loạn. Đất nước chúng ta sắp mất đi nền dân chủ đó. Tôi xin bà hãy coi cái video này đi. Thì sau này trong quyển sách không thấy bà Liz kể thêm là bà kia có nghe lời bà Liz mà coi cái video này hay không. Dân biểu Remy Chaskin Raskin là của Đảng Dân Chủ tiểu bang Maryland, là người đứng đầu nhóm dân biểu Hạ Viện buộc tội Trump trước Thượng Viện. Tôi xin mở ngoặc ở đây nha quý vị, thì tôi xin nói rõ thêm một chút để những quý vị ở xa đó không hiểu rõ về thể thức luận tội một Tổng thống Hoa Kỳ. Thì thể thức nó sẽ như thế này, là Hạ Viện sẽ bắt đầu tiến trình luận tội. Họ sẽ viết một văn bản kê các tội của Trump ra. Mỗi tội họ gọi là một article, thì lần luận tội này hạ viện chỉ buộc trump có một tội duy nhất đó là kích động bạo loạn và toàn thể hạ viện sau đó sẽ bỏ phiếu để luận tội trump và số phiếu là chỉ cần là đa số thôi nếu mà dân biểu ở, ở hạ viện bỏ phiếu là đa số là coi như thông qua và cái article này được chuyển qua cho thượng viện để lập ra phiên tòa xét xử trump thì cái phiên tòa này nó cũng giống như các phiên tòa bình thường khác ở tòa án thôi và Hạ viện sẽ cử một số dân biểu qua Thượng viện hoặc như là 9 người gì đó. Và các dân biểu này đóng vai là công tố để đưa ra các bằng chứng phạm tội của Trump. Thượng viện sẽ là bồi thẩm đoàn ngồi nghe Hạ viện công tố, truy tố Trump và quan tòa sẽ là thẩm phán John Roberts là chủ tịch của tối cao pháp viện. Rồi bên bào chữa cho Trump là các luật sư của Trump thì sau này dân biểu Jamie Ruskin kể lại cho bà Liz là trong phiên tòa ở Thượng viện. Khi mà cái video bạo loạn này được chiếu lên cho mọi người trong phòng họp của Thượng viện, tức là trong cái phòng xét xử này đó, cho họ coi, thì một số đông các thượng nghị sĩ họ cúi gầm mặt xuống, họ không muốn coi. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ số là 55-45 để cho gọi nhân chứng là dân biểu Jamie Herrera Butler. Bà này thuộc đảng Cộng hòa tiểu bang Washington. Thì cái bà dân biểu này bà ghi lại cẩn thận những gì bà đã chứng kiến như là chi tiết cuộc nói chuyện phone giữa Kevin McCarthy và Trump lúc mà bạo loạn đang hoành hành. Thì bà đã nghe, bà, bà đã nghe như thế này nè. Bà nghe là McCarthy đã nói với Trump đó là ông phải lên TV ngay để kêu đám bạo loạn giải tán. Thì Trump trả lời McCarthy là đám bạo loạn toàn là dân Antifa chứ không phải là đám côn đồ ủng hộ ông ta. Kevin trả lời là no, đây là đám ủng hộ ông đó. Tụi nó mới đi ngang qua văn phòng tôi đi nè. Và nó đang đập phá đó. Nhân viên của tôi đang chạy thục mạng để trốn tụi nó. Chứ không là họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi. Rồi Trump trả lời Kevin một cách rất là lạnh lùng. Trả lời thẳng vào mặt Kevin luôn. Kevin, tôi nghĩ họ nổi loạn vì họ quan tâm đến kết quả bầu cử bị đánh cắp. Họ quan tâm hơn là ông nữa đó. Đây là cái nốt mà bà dân biểu Jamie Butler đã ghi lại và khai trước Thượng viện như vậy. Thì bà Liz nghe được câu chuyện này, bắt dùng mình kinh hãi về sự lạnh lùng của Trump vì ông ta biết rõ đã có bạo lực xảy ra nhưng nhất định ngồi lì không làm gì cả trong nhiều tiếng đồng hồ có thể là một trong những sai lầm của phiên tòa ở thượng viện là khi mà thượng viện bàn tính là có nên gọi thêm nhân chứng không thì cả bên hạ viện là công tố và các lãnh đạo thượng viện và bên luật sư bào chữa cho Trump đã thảo luận để quyết định và các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đã tỏ vẻ lưỡng lự vì nếu mà đưa thêm nhân chứng ra sẽ kéo dài thêm nhiều nhiều thời giờ của họ nhưng sau này khi mà có các phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện ngày 6 tháng 1 mới biết là nếu có thêm nhân chứng là những người của Đảng Cộng Hòa làm việc trong White House của Trump mà được kêu ra làm nhân chứng trong phiên tòa luận tội của Thượng viện thì khả năng Trump bị kết tội ở Thượng viện có thể sẽ cao hơn chăng? Không biết được. Thật ra lúc phiên tòa luận tội của Thượng viện xảy ra thì chưa thu thập được nhiều bằng chứng. Nếu so sánh với thời sau này khi mà Ủy ban Hạ viện 6 tháng 1 đó, thì bằng chứng của Ủy ban cao hơn nhiều, cao như núi vậy đó. Rồi Thượng viện bỏ phiếu để có kết tội trong hay không? Thì tỷ số là 57 trên 43. 57 là gồm có 50 thượng nghị sĩ dân chủ và 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu kết tội Trump. Và cái số 57 này không đủ 2 phần 3 số phiếu cần để kết tội ông ta. Nhưng mà dầu sao nó cũng làm nên lịch sử vì đây là một cuộc bỏ phiếu với số phiếu lưỡng đảng cao nhất để luận tội một tổng thống dù không thành công. Phải cần thêm 10 thượng nghị sĩ nữa thêm 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa nữa để tổng cộng là 67 phiếu đó để mà luận tội thành công. Thật ra thì có hơn 10 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã lên án Trump kích động bạo loạn. Nhưng vì Trump đã mãn nhiệm nên họ chống lại cái chuyện luận tội. Rồi có khoảng 16 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tha Trump vì họ ngụy biện cho rằng Thượng viện không có đủ thẩm quyền để kết án một cựu tổng thống còn một số thượng nghị sĩ cộng hòa khác thì nhất quyết cho rằng những gì Trump làm là không đáng bị luận tội. Bà Liz bà không biết là nếu có thêm các dân biểu cộng hòa bỏ phiếu luận tội Trump ở hạ viện thì Mitch McConnell có bỏ phiếu để kết tội Trump hay không. Hay Mitch McConnell nghĩ đơn giản là chỉ cần hạ viện luận tội Trump không thôi cũng đủ rồi và không cần thượng viện kết án nữa. Thì nếu mà chỉ có hạ viện luận tội Trump không thôi mà cũng đã đủ đó. Ông Mitch, ông, ông nghĩ là như vậy cũng đã đủ để mà sự nghiệp chính trị của Trump tiêu tùng rồi. Nhưng mà Mitch McConnell đã quá sai khi ông ta nghĩ như vậy. Mitch McConnell là một lãnh đạo thành công vì ông ta có những cân nhắc và quyết định chính trị đúng đắn và luôn thúc đẩy từ phía sau nữa. Nhưng mà lần này ông ta đã quá sai luôn. Nếu thượng viện biết là có sự giới hạn vì Trump đã mãn nhiệm thì họ phải tìm cách tiến hành chuyện xét xử Trump trước khi ông ta mãn nhiệm chứ. Đằng này, họ chỉ tìm cách để cho ông ta vượt qua thôi. Bà Lis biết là Mitch McConnell, bà Lis biết Mitch McConnell hơn 20 năm rồi. Bà biết là ông ta có những chiến thuật trong lãnh đạo chính trị mà ít có ai bì được. Nhưng mà lần này ông ta đã phạm những sai lầm nặng nề. Đó là thứ nhất là cho thượng viện nghỉ, không kêu họ trở lại Washington để mà tiến hành phiên tòa càng sớm càng tốt. Và thứ hai là ông ta đã tha bổng cho Trump. Ngay sau phiên tòa của thượng viện chấm dứt thì Mitch McConnell có bài diễn văn mạnh mẽ kết tội Trump. Nhưng mà ông ta phát biểu là chắc có vậy thôi, chứ còn làm gì được nữa bây giờ. Bài diễn văn của Mitch McConnell có đoạn như thế này dù cựu tổng thống trump có tuyên bố gì đi chăng nữa dù ông ta có nói điều gì xảy ra vào ngày hôm đó đi chăng nữa và ông ta nói sẽ dự định kêu gọi đám côn đồ giải tán hay làm cái gì vào buổi chiều hôm bạo loạn đi chăng nữa thì trump vẫn xem cùng một chương trình tv trực tiếp như mọi người khác trên toàn quốc hoặc là trên thế giới đã coi nó và đám côn đồ đã tấn công Điện Capitol vì Trump. Những tên tội phạm này đã mang theo biểu ngữ của Trump. Họ treo cờ của Trump và la hét để tỏ lòng trung thành của họ với Trump. Rõ ràng là chỉ có Trump mới có thể kêu gọi cái đám côn đồ này giải tán được. Các phụ tá của Trump đã công khai van xin ông ta làm như vậy các đồng minh trung thành đã cuốn cuồng gọi khắp nơi để cầu cứu được giúp để chống bạo loạn nhưng mà tổng thống trump đã không hành động kịp thời ông ta đã không làm tròn bổn phận của mình ông ta đã không thực hiện hiến pháp một cách đúng đắn để luật liên bang có thể được thi hành một cách đúng đắn và trật tự được lập lại mà thay vào đó theo các báo cáo công khai thì ông ta đã tỉnh bơ ngồi xem tivi khi mà bạo loạn đang diễn ra. Ông ta tiếp tục lập đi lập lại mưu đồ của mình để lật ngược kết quả bầu cử. Và lúc đó, rõ ràng bất kỳ ai cũng có thể thấy rằng Phó Tổng thống Mike Pence đang trong tình trạng nguy hiểm thật sự. Vì đám đông mang theo biểu ngữ Trump đã đánh cảnh sát để vượt qua rào chắn để tràn vào quốc hội mà tổng thống Trump lại tiếp tục gửi thêm một cái tweet để tấn công phó tổng thống của chính ông ta. Chúng ta là một đất nước có hệ thống tư pháp hình sự và chúng ta có các tòa án dân sự và các cựu tổng thống không được miễn tố bởi cả hai hệ thống đó. Đó là lời tuyên bố của Mitch McConnell. Thì Mitch McConnell nói với bà Lý rằng ông ta mong là Trump sẽ biến, nhưng bà Lý biết chắc là Trump sẽ không biến, mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Đó là trang, đó là hai à, chương 22 quý vị. Và bây giờ là chương 23. Tôi cũng kể lại qua à, bài dịch của Thụy Mân. Cứ mỗi tuần là Hạ viện Cộng Hòa có buổi họp của Hội nghị Đảng Cộng Hòa thì sau buổi họp đó, là đến buổi họp báo thì tuần nào cũng vậy. Cũng là có buổi họp và là là đến buổi họp báo. Thì cái ngày 24 tháng 2 năm 21 như thường như thường lệ đó, thì sau buổi họp Hạ viện Cộng hòa xong cái buổi mà Hạ viện Cộng hòa họp báo thì dàn lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa họp báo để thông Ồ, oh, ngày 24 tháng 2 năm 2021 như thường lệ đó sau buổi họp của Hạ viện Cộng hòa thì gian lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa họp báo để thông báo với báo chí những chuyện xảy ra trong tuần. Thì buổi họp báo trong đó, ngoài ba người lãnh đạo là Kevin McCarthy, Steve Scalise, và Liz, thì còn có thêm dân biểu Jason Smith ở, ở trong Ủy ban Ngân sách của Hạ viện. Thì họ từng trình cho báo chí về dự luật COVID là một dự luật kích thích kinh tế mà đảng Dân Chủ đang đưa ra để mong thông qua cho Tổng thống Biden. Họ cũng nói về các chính sách của Biden, đặc biệt là chính sách năng lượng, có thể sẽ gây thiệt hại cho dân Hoa Kỳ ở những vùng suốt, uh, suốt các vùng dọc miền Tây của Hoa Kỳ. Rồi McCarthy nói về sự chi tiêu lãng phí của đảng Dân Chủ cho COVID. Và tiếp theo đó là phần báo chí hỏi, thì McCarthy được một anh phóng viên hỏi là sắp có đại hội CPAC của Đảng Cộng Hòa vào cuối tuần. Ông nghĩ là Trump có nên tham dự đại hội này hay không? Thì McCarthy trả lời là nên. Thì anh phóng viên lại quay qua hỏi bà Liz và cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Thì bà Liz đã trả lời là Tôi không biết cái người tổ chức đại hội CPAC nghĩ sao về Trump. Còn riêng tôi, tức là bà Liz, Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi về Trump, đó là sau bạo loạn 6 tháng 1, tôi tin và trong tương lai Trump không nên giữ bất cứ vai trò gì của Đảng Cộng Hòa cũng như của đất nước nữa. Kevin McCarthy nghe bà Liz nói xong, ông ta có vẻ ngượng nghịu lắm. Và bà Liz cũng không ngờ đó là buổi họp báo cuối cùng của bà chung với Kevin McCarthy. Thì sau cái buổi họp báo đó, Kevin mời bà Liz tới văn phòng của ông ta để mà nói chuyện. Thì khi bà Lisbeth vừa mới bước vào thì Kevin McCarthy giết lên như thế này. Cô có biết là cô đang giết tôi đấy không hả Liz? Thì bà Liz nghĩ là à. Thì ra rõ ràng là Kevin đang chịu áp lực mạnh mẽ từ Trump hay sao đây ta? Vì bất cứ ai trong đảng Cộng Hòa mà chỉ trích Trump công khai đó thì cũng không xong với Kevin McCarthy đâu ông ta sẽ không tha thứ cho cái người đó. Thật ra bà Liz bà không muốn công khai bất đồng với Kevin đâu. Nhưng vì bà bị báo chí hỏi thẳng và bà cũng hơi bất ngờ. Bà Liz bà nói với Kevin đây không phải là vấn đề về chính sách để mà chúng ta tranh luận. Mà đây là vấn đề về hiến pháp. Bà nói thẳng với Kevin một lần nữa và hãy nhìn những gì mà Trump làm ngay trước mắt chúng ta đi. Nó kinh hoàng như thế nào đối với đất nước với nền dân chủ của đất nước. Các tổng thống Cộng hòa sẽ nghĩ gì về điều này? Tổng thống Reagan, tổng thống Bush sẽ phản ứng ra sao? Ngay bố của bà là phó tổng thống Dick Cheney cũng sẽ nghĩ gì đây? Thì Kevin McCarthy trả lời là đảng Cộng hòa này không còn là đảng của họ nữa đâu. Bà Liz thấy Kevin McCarthy đã nói quá đúng. Đảng Cộng hòa đã trở thành một đảng chống lại hiến pháp và dàn lãnh đạo Đảng Cộng Hòa sẵn sàng chấp nhận cái điều đó. Kính thưa quý vị, đó là chương 23. Và sau đây là chương 24. Tôi cũng kể lại qua bản dịch của Thụy Mân. Một trong những nhiệm vụ của Chủ tịch Hội nghị Đảng Cộng Hòa là tổ chức kỳ nghỉ dưỡng hàng năm ở một nơi nào đó để tất cả các dân biểu Cộng Hòa vừa tĩnh tâm vừa cùng nhau thảo luận kế hoạch làm việc cho năm tới. Và bà Lee bà là chủ tịch của Hội nghị Đảng Cộng Hòa cho nên bà phải tổ chức cái chuyến đi nghỉ dưỡng. Bà không thích lắm, bà không thích đi cái kiểu này lắm vì đi như vậy vừa phí tiền vừa phí thì giờ. Bà nhớ lại là hồi còn Paul Ryan là lãnh đạo Hạ viện Cộng Hòa thì ông ta tổ chức buổi này ở một căn cứ quân sự là Fort Mayer chỉ cách điện Capitol vài dặm thôi thì các dân biểu Cộng Hòa cùng nhau họp cả ngày về dự luật, về chính sách của Đảng Cộng Hòa. Họp cả ngày thì chẳng có gì hấp dẫn, nhưng lại nhưng theo bá thì rất là thiết thực và hữu ích. Nhưng mà Kevin McCarthy thì lại khác. à Ông ta thích tổ chức các buổi họp này ở những khách sạn sang trọng, thì ngoài kỳ nghỉ dưỡng tĩnh tâm cho toàn thể dân biểu Cộng hòa thì còn có kỳ nghỉ dưỡng tĩnh tâm cho giàn lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa cùng với các dân biểu lãnh đạo của các ủy ban ở Hạ viện. Thì tháng 3 năm 2021, kỳ nghỉ dưỡng của giàn lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa ở Florida thì lúc đó cái tình hình trong Hạ viện Cộng hòa rất là căng thẳng và 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 rất là sôi sục đã hai tháng kể từ ngày bạo loạn xảy ra thì thay vì đảng cộng hòa phải có cái tầm nhìn về tương lai nhưng mà đảng này đảng cộng hòa càng ngày càng lún sâu vào sự dối trá và xạo láo về chuyện bầu cử gian lận và những đe dọa của trump theo chân kevin mccarthy thì các dân biểu cộng hòa lũ lượt kéo nhau đến quỳ mọp dưới chân của trump khi thì ở mar a lago khi thì ở new york rồi họ hâm hở post các hình họ chụp với Trump lên trang mạng xã hội. Thì nhân viên của bà Lise, họ có ốc khôi hài, họ mới in các hình này ra. Và họ dán vào mặt sau của cánh cửa văn phòng của bà Lise. Và họ, và họ gọi đùa với nhau đây là cánh cửa ô nhục vì dán những cái bức hình của những cái ông dân biểu này đi quỵ lụy Trump và họ đùa là có một chỗ trên cánh cửa được hân hạnh là chỗ danh dự dành cho bức ảnh của một dân biểu ông ta không vào gặp chính cái mặt Trump được nhưng mà ông ta đã post cái hình ông ta chụp bên ngoài cái tòa building và trong cái hành lang cái building đó, đó của Trump và Trump vẫn là chủ đề chính cho buổi nghỉ dưỡng của các lãnh đạo hạ viện cộng hòa thì trong buổi họp này nè Kevin McCarthy tuyên bố là Trump đã đóng vai trò tích cực và quan trọng cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 2020 vừa qua. Và Trump sẽ vẫn tiếp tục vai trò quan trọng của ông ta trong tương lai của Đảng Cộng Hòa. Bà Liz bà nghĩ rằng Kevin phải nói như vậy vì thế nào cũng có kẻ tâu lại cho Trump nghe. Vì thực ra mà khi nhìn lại kết quả bầu cử năm 2020 các chức vụ dân biểu và các chức vụ ở địa phương họ đã đắc cử với số phiếu thắng xa số phiếu bầu cho Trump vì lúc đó cử tri đảng Cộng Hòa và cử tri độc lập đã không bầu cho Trump nữa năm 2020 vì vậy mà khi buổi họp tường trình về kết quả bầu cử vừa qua tức là của năm 2020 mà Liz bắt đặt một câu hỏi về tỷ lệ Trump thắng hay thua đối với các cử tri độc lập thì mọi người trong buổi họp đều phớt lờ câu hỏi của bà vì không ai dám nói điều gì xấu về Trump cả mà phải khen ngợi Trump thôi phải khen Trump thôi rồi buổi họp chuyển sang đề tài chuyện Trump bị Facebook và Twitter đá ông ta ra khỏi các trang mạng của họ. Thì Kevin nói về chuyện các bài báo, các bài mà viết quá bảo thủ cực đoan, các bài viết quá bảo thủ thủ cực đoan cũng bị cấm ở trên mạng. Rồi Kevin cho biết là trang mạng Parler hoạt động ở trên Apple, Google và Amazon cũng bị các hãng này đóng luôn vì nó quá bảo thủ. Parler không có trang mạng riêng mà nó dùng Apple, Google và Amazon. Thực ra thì ba cái hãng này nó tuyên bố là họ đã đóng Parler vào ngày 9 và 10 tháng 1 rồi. Tức là chỉ sau bạo loạn vài ngày thôi. Chỉ vì các người dùng Parkler đã post những thứ quá bạo lực, kêu gọi ám sát các nhân vật chính trị. Bao nhiêu người post những thứ bạo lực như vậy mà Parler đã không kiểm duyệt hoặc là xóa nó đi. Theo như hồ sơ của tòa án trước ngày bạo loạn 6 tháng 1, trên cái 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 cái, cái trang của Parkler đã có đăng các post như thế này mà Parler không kiểm duyệt hoặc là xóa nó người ta post như vậy là thứ nhất con mẹ bộ trưởng lao động Ylen Chao đáng bị treo cổ vì mẹ đang hủy hoại đất nước của chúng ta. Thứ hai là hãy treo cổ tên thư ký của tiểu bang Georgia là Brad Raffensperger ngay hôm nay. Đây là người mà Trump đã gọi phone bắt kiếm cho ông ta 11.780 phiếu bầu đó quý vị để mà thắng Biden. Thứ ba tụi tao sẽ lần lượt xử tụi bay những người có tên trong danh sách mà chúng tao có cần phải được, cần phải bị xử tụi tao biết chỗ tụi bay ở tụi tao biết tụi bay là ai và tụi tao sẽ bắt đầu nội chiến vào ngày 6 thứ tư tụi bay hãy cứ cười đi nha nếu tụi bay nghĩ đó là trò đùa hả thì hãy tận hưởng những ngày cuối cùng trong đời của tụi bay đi nha chỉ còn vài ngày nữa thôi thứ năm Chúng ta phải xử như tổ tiên của chúng ta đã làm. Đó là phải giết sạch người da đen và người da thái. Giết không chừa một móng, không để cho một ai sống sót cả. Thứ sáu, sau khi xử bắn các chính trị các chính trị gia xong sẽ đến lượt xử các thầy cô giáo. Thứ bảy, bắn ngay vào đầu tên cảnh sát bảo vệ các thượng nghị sĩ khốn nạn này. Rồi chúng ta sẽ để cho các tên thượng nghị sĩ này quỳ lại trước khi chúng ta xử chúng nó. Thứ tám, chúng ta sẽ chiến đấu như trong các trận đánh nội chiến vào ngày 20 tháng 1 này. Chúng ta sẽ thành lập quân đội nhân dân ngay lập tức bây giờ và đi thu thập mục tiêu. Thứ chín là dân da trắng chúng ta cần khơi dậy bản sắc dân tộc và gieo rắc cá đau khổ cả chết chóc xuống cho dân do thái như một cơn bão lốc xoáy vậy đó đó là các post trên mạng Parkler đó quý vị và cái đám Proud Boys đã dùng Parkler để tấn công và phối hợp các kế hoạch bạo loạn thì tên đứng đầu chi nhánh Proud Boys ở tiểu bang Pennsylvania đã đăng cái post như thế này vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 đăng như thế này Chúng ta hy vọng sẽ xử bắn những tên phản bội đang cố gắng đánh cắp kết quả bầu cử. Thì thủ lãnh của nhóm Proud Boys là Enrique Terrio đã dùng Parler để kêu gọi các thành viên về thủ đô Washington để ủng hộ Trump vào ngày 6 tháng 1. Và cái anh chàng này anh dặn các thành viên của cái nhóm Proud Boys là không được mặc đồ đen đồng phục mà họ thường mặc mỗi khi họ đi biểu dương lực lượng. Terrio sau này bị truy tố tội âm mưu phản loạn và bị kết án 22 năm tù. Cái lúc mà anh ta bị truy tố đó thì có các bằng chứng như là trong ngày đầu năm mới của năm 2020 thì anh đã anh ta đã post lên một cái post đó là năm mới với khẩu hiệu mới đó là khẩu hiệu nổi loạn chúng ta phải khởi nghĩa cho năm mới sau đó các bằng chứng này được đưa ra như bằng chứng để mà kết tội cái anh Terrio này. Dân biểu Adam Kinzinger đã cảnh cáo các dân biểu cộng hòa đồng viện về sự nguy hiểm của mạng Parler khi mà trong đó đó có các post kêu gọi ám sát các dân biểu quốc hội. Những người mà đăng các post trên Parler họ nghĩ là họ sẽ được các dân biểu cộng hòa bảo vệ họ và họ tin rằng họ bị khép cái mõm họ lại đó vì niềm tin chính trị của họ dành cho Trump. Bà Liz bà nhớ là Kevin McCarthy đã khuyên các dân biểu Cộng Hòa phải cẩn thận và không nên đổ dầu vào đống lửa chính trị vì FBI có báo cho ông ta biết về sự đe dọa bạo lực tới các thành viên của quốc hội. Mà bây giờ ông ta lại tự mình đổ dầu vào lửa. Vì thế bà Liz bà nghe bà bực lắm, bà bực bội, bà bỏ về, bà không ở lại họp nữa. Cứ mỗi 4 năm thì Đảng Cộng Hòa phải đưa ra các chính sách cho 4 năm kế tiếp. Nhưng tất cả các nguyên tắc bảo thủ và chính sách bảo thủ đã được Đảng Cộng Hòa coi thường khi mà họ tuyên bố trung thành và ủng hộ với chính sách America First, tức là nước Mỹ trên hết của Trump hồi mà năm 2020 khi mà Trump ra tái tranh cử. Và đó là lòng trung thành tuyệt đối với một cá nhân mà chính cá nhân đó Tức là Trump không hề là người bảo thủ Vào giữa tháng 3 năm 2021 Thì Brian Kilmeade Là một người phụ trách Một chương trình talk show Của đài TV Fox News Thì ông này ông đã phone cho bà Liz Chỉ để hỏi bà một câu hỏi duy nhất Là bà có muốn lên chương trình Cùng phỏng vấn với Trump hay không Bà Liz bắt thấy Cái ông này ông hỏi cái gì mà kỳ cục quá nhỉ Bà Liz đã trả lời là Không thì ông Kilmeade ông khuyên Bá là nên quên chuyện cũ đi và và lên uh, cái buổi phỏng vấn để mà gặp Trump gặp nhau trên chương trình TV để xóa hết những bất đồng. Bà Liz đã trả lời là bà chẳng có bất đồng chính sách hoặc quan điểm chính trị gì với Trump cả. Nhưng bà sẽ không tha thứ cho Trump đã ra sức đánh cắp kết quả bầu cử, không tôn trọng pháp luật và đã vi phạm lời thề với hiến pháp. Ông Kilmeade ông nghe bà Liz nói vậy thì ông im nhưng ông vẫn vớt vát kiểu như thế này nè tôi biết nhưng nếu Trump là người duy nhất đánh bại Kamala Harris thì sao? Bà Liz mới nghĩ, hmm, ông này nói kiểu gì lạ vậy ta? Bà mới nghĩ ra là, à, thì ra ông ta chấp nhận đốt hiến pháp để đánh bại đảng dân chủ thiệt à? Bà Liz bắt thấy là Trump đã làm những chuyện quá nguy hiểm cho đất nước mà Đảng Cộng Hòa vẫn cứ phớt lờ. Và bà Liz bắt nhất quyết là bà sẽ không cho Trump cơ hội lần thứ hai để mà làm lại tất cả đâu. Vào thời điểm đó, bà Liz không phải là dân biểu duy nhất nói về ngã rẽ, cái ngã rẽ nguy hiểm mà Đảng Cộng Hòa đang rẽ vào đó. Nhưng mà đến mùa xuân năm 2021, vào ngày 10 tháng 4, Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa cùng với hầu hết các dân biểu lãnh đạo Hạ viện Cộng Hòa đã tổ chức một bữa ăn tối tại mar lago cho các nhà quyên góp chính của Đảng Cộng Hòa. Thì trong cái bữa ăn đó, Trump lại nhắc đi nhắc lại chuyện bầu cử gian lận và ông ta chỉ trích nặng nề các người Cộng Hòa chống lại ông ta như là Phó Tổng thống Mike Pence, như là Thống đốc tiểu bang Georgia là Brian Kemp, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa, đã không giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang Georgia. Rồi Trump chửi Mitch McConnell là tên khốn nạn. Ông ta chửi luôn vợ của Mitch McConnell là bà Elaine Chao, là bộ trưởng lao động trong nội các của Trump. Nhưng mà bà đã từ chức ngay cái ngày 6 tháng 1. Thì sáng hôm sau, bà Liz bác lên chương trình Face the Nation để mà bà phỏng vấn. Thì người phỏng vấn bà nói với bà, là Trump rất tự hào về đám đông ngày 6 tháng 1 và bà Liz có nghĩ là Trump muốn nói về những điều mà Trump nghĩ là tốt đẹp à, à không cái cái um, cái người phỏng vấn hỏi bà Liz đó, là bà Liz có nghĩ là Trump muốn nói về những điều mà Trump nghĩ là tốt đẹp cho dân của đảng cộng hòa không thì bà Liz mới trả lời là những gì Trump đã và đang làm là rất nguy hiểm cho đất nước bà Liz đã nói như thế này. Cựu tổng thống biết là ông ta đang dùng cùng một lời lẽ đảng cùng một lời lẽ mà ông ta đã kích động bạo loạn trong ngày 6 tháng 1. Với tư cách là một chính đảng, chúng ta cần phải nghĩ về tương lai. Chúng ta cần phải tuân theo hiến pháp, không phải ủng hộ bạo loạn. Tôi nghĩ rất quan trọng để mọi người phải nhận ra rằng đó là vấn đề căn bản của hiến pháp và đó là luật pháp. Nếu một người tấn công hệ thống pháp luật thì có nghĩa là người đó không bảo vệ hiến pháp mà gây chiến với hiến pháp đó. Thì vài ngày sau đó, bà Lý lại lên chương trình của Neil Cavato cũng của Đài Fox. Thì ông này ông hỏi bà Lý là có sẽ ủng hộ Trump nếu Trump, Trump ra tái tranh cử tổng thống năm 2024 hay không? Bà Lee đã trả lời là lập trường của bác không bao giờ thay đổi kể từ ngày bạo loạn 6 tháng 1. Nhưng mà Kevin McCarthy thì khác. Ông ta đã hoàn toàn thay đổi rồi. Khi mà Kevin McCarthy lên chương trình của Chris Wallace, cũng của Đài Fox, cái chương trình đó là vào ngày 25 tháng 4. Khi Chris Wallace hỏi lại Kevin về cú phone mà cô dân biểu Jamie Herrera Butler đã nghe được giữa Kevin và Trump lúc mà bạo loạn đang hoành hành, thì Kevin trả lời Chris Wallace là ông ta khi mà khi mà Kevin trả lời Chris Wallace thì Kevin cố ý lờ tiết những chi tiết mà cái bà dân biểu Butler đã mô tả. Những gì mà bà dân biểu này mô tả cũng giống y như là Kevin đã kể lại cho các đồng viện Cộng Hòa nghe trước đây. Còn bây giờ khi mà Chris Wallace hỏi thì Kevin đã sửa lại như thế này khi ông ta trả lời Chris Wallace. Tôi, tức là Kevin, có nói chuyện với Trump lúc bạo loạn đang diễn ra rồi trước khi mà Trump gác phone thì Trump có nói là ông ta sẽ tìm cách để kêu tụi nó dừng lại. Và Trump đã làm điều đó rồi mà. Chris Wallace hỏi lại Kevin. Nhưng mà Trump không kêu gọi cho đến vài tiếng đồng hồ sau lận và tuyên bố đó quá yếu ớt đi. Không thể tưởng tượng được là Kevin McCarthy lại tiếp tục chống chế cho Trump khi mà Kevin nói. Tôi có đề nghị với Trump lúc tôi nói chuyện với ông ta là chúng tôi có thể ngăn chặn đám côn đồ đang phá phách bên trong quốc hội. Và Trump trả lời rằng ông ta sẽ giúp đỡ chúng tôi. Bà Liz nghe Kevin trả lời Chris Wallace xong đó. Cái đó hoàn toàn là sai sự thật với những gì ông ta đã nói trước đây. Chỉ mới có 4 tháng kể từ ngày bạo loạn mà giờ đây Kevin McCarthy không cần quan tâm là phải cố gắng giả vờ để còn có chút tự trọng sót lại trong con người của ông ta nữa. Có hai nhà báo đã phỏng vấn Kevin McCarthy và Trump trong khoảng thời gian này và họ đã viết như thế này. Hai nhà báo này đã viết như thế này. Khi Trump gọi McCarthy là Pussy, cái chữ này tiếng Anh Pussy có nghĩa là chữ L, chữ L là cái vị tục tiểu của bộ phận sinh dục đàn bà. Khi Trump gọi McCarthy là Pussy có nghĩa là một Kevin yếu đuối, Hèn hạ, Trump hạ thấp cái phẩm cách của McCarthy. Và McCarthy không hề tỏ ra phản đối Trump nha. Mà McCarthy còn muốn chứng minh là Trump đã nói đúng về con người của ông ta. Và bà đã cũng thấy quá chính xác về Kevin McCarthy. Kính thưa quý vị, đó là à, ba chương 22. 23 và 24 tôi vừa kể cho quý vị theo bài dịch của Thụy Mân thì um, tôi cũng um, báo với quý vị là trong cái phần description tôi có để một cái playlist link là gồm có tất cả những cái um, tất cả những cái chương mà tôi đã kể cho quý vị nghe đó, bắt đầu từ cái phần mở đầu cho tới cái chương ngày hôm nay là 22, 23, 24 để cho quý vị có muốn nghe lại thì quý vị mình chỉ cứ click vào cái link đó thì nó hiện ra tất cả các video mà tôi đã, đã 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 gửi đến cho quý vị đó thì để cho quý vị dễ tìm còn hơn là quý vị muốn nghe lại thì phải đi tìm ở YouTube nó cũng rắc rối hơn đúng không quý vị thì um, đó là câu chuyện của ngày hôm nay và um, tôi xin hẹn quý vị đến um, chương trình kể chuyện vào thứ hai tuần tới xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày thật bình yên